quên, thậm chí nói được ngay. Muốn không? Thì các em sẽ chơi cái trò chơi trí nhớ với thầy nhá. Xem thầy nhớ thế nào mà tóc chả còn nữa. Ok. Thế thì đầu tiên thầy chia sẻ nhanh câu chuyện của thầy thôi. Trước khi mà thầy vào đại học, thầy học ở hai trường đại học là Đại học Hà Nội khoa tiếng Anh và Đại học Ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại. Thì thầy đỗ hai trường đại học, thầy học hai trường luôn, bởi vì ngày xưa thầy học nhàn lắm, không vất vả như cái trường đại học ngày nay đâu. Thế thì khi vào đại học ấy, thì thầy quê ở Đông Anh mà, Đông Anh ngoại thành Hà Nội, thì đặc sản của chỗ thầy là lói ngọng. Lói ngọng. Đấy, tức là vào cô giáo hỏi thầy, hey, what is your name? What is your name? Thầy trả lời tự tin lắm, my name is Đức. Where are you from Đức? I'm from Hà Nội. Do you like it? No. Tóm lại là nói xong một tràng đấy là xấu hổ nhục nhã, bởi vì bọn con gái xinh ớt. Nó úp mặt xuống bàn, nó cười xinh xích, còn mình thì đứng như trời trồng, bởi vì mình lói ngọng. May mà lớp thầy có một thằng bạn quê Hải Dương, nó cũng nói an ủi với thầy, nó tỏ tình bạn gái, nó bảo là I love you. Nhưng mà tóm lại là khi mà em bắt đầu một cái ngành nó là nghề của mình, thì mình lại mua được cái đặc điểm cố hữu là mình bị nói ngọng. Dân ngoại ngữ mà nói ngọng thì nó thảm họa như thế nào các em ạ? Thế đâm ra thầy đầu tiên, thầy đang nghĩ là mình đã vào sai trường mất rồi, chọn nhầm ngành mất rồi. Nhưng đây là cái cảm giác thông thường mà các em gặp phải khi bắt đầu một cái việc gì đấy quan trọng cho cuộc đời mình thì gặp phải khó khăn ngay. Chỉ mong các em đừng bao giờ bỏ cuộc vì khó khăn là điều tất yếu phải gặp phải, không thoát được, không tránh được. Thế thầy gặp những khó khăn đấy thì còn tệ hơn cơ, nó đi xuống thủy hướng rất tiêu cực. Tức là sau đó cô giáo mới biết là à đây là đỗ đại học môn tiếng Anh, khoa tiếng Anh. Thế bật băng IELTS cho cả lớp nghe, ai nghe đâu nghe. Nghe như tiếng chua cho bằng bạn gái, chả hiểu gì cả. Đấy, thế là xuống văn phòng khoa xem cái lịch thôi. Thằng Tây nó vỗ vai mình bóp, nó hỏi, hey, what year are you? Em hiểu cô đấy là gì không? What year are you? Thầy chả hiểu gì cả, thầy hỏi nó, what? Nó hỏi lại chậm hơn, what year are you? Thầy vẫn không hiểu, thầy bảo, what? Nó tức quá, nó hỏi, mày học năm thứ mấy? Hóa ra thằng này học năm thứ 3, khoa Việt ngữ học về Anh. Học về ngữ học từ trường Đại học Hà Nội, nói tiếng Việt rất siêu. Nhưng nó ưu tiên cho mình được nói tiếng Anh mà mình không thèm nói. Tóm lại thầy có hiểu gì đâu mà nói. Đấy, thầy nhục lắm. Thế là về cô giáo mới bật cái băng, để vì băng IELTS không nghe được rồi. Cô giáo phát hiện bọn này rốt lắm, không chơi được. Bật cái băng dễ ơi là dễ. Mà đến giờ thầy vẫn nhớ cảm giác sung sướng hân hoan. Nó nói thế này này, các em nghe thử xem hiểu không nhé. Tiếng Anh nhé. Today I am very happy. Stop. Đã thế nói lại một lần nữa. Today I am very stop. Úi dồi ôi, lần này em nghe được rồi, em chép lia lịa, chép như điên. Chưa bao giờ đời em nghe hiểu được tiếng Anh như thế. Hỏi cô giáo, cô ơi, băng này là băng gì, mua ở đâu đấy? Cô giáo bảo, thưa em, băng này dành cho sinh lớp 1 ở nước Anh chắc chính ta. Úi dồi ôi, mình học đại học rồi mà học sinh mà học cái băng của lớp 1 à? Thế em ạ, à, thầy bắt đầu chỉ chép từ cái băng của lớp 1. Cay đắng lắm, nhưng chép, quyết tâm chép, 2 tuần liền chép băng đấy. Và điều kỳ diệu xảy ra, thầy không tiến bộ tí nào cả. Là làm nào? Tôi không tiến bộ còn làm nào? Chép 2 tuần nữa, chép lại. Ok, lần trước chắc mình rốt, lần này chép lại. Điều kỳ diệu vẫn xảy ra, vẫn không tiến bộ. Chán vô cùng các em ạ, 1 tháng trôi qua rồi. Thế là thầy lang thang như Hồ Gươm để xem là bọn Tây nó nói tiếng Anh thế nào. Bởi vì cuối cùng học là để giao tiếp với Tây mà. Ở đấy nhiều Tây lắm. Thầy lên gặp, ôi dồi ôi, các em đã bao giờ có cảm giác thế này chưa? Gặp Tây nói đổ mồ hôi vã như tắm, mở mồm nó xong lại đóng mồm và không biết nói gì chưa? Thầy là thế đấy. Mà khi thầy nói được một câu em ạ, em biết không, mắc cái tình trạng là nghĩ thật lâu để nói một câu thật ngu. Đã bao giờ, thấy chưa? Tần cái trong đầu nghĩ đúng rồi, sắp xếp câu nào chuẩn rồi, nhưng mở mồm nó nói sai luôn. Vì sao thì biết thầy biết em, vì sao thầy biết không? Bởi ngày xưa thầy học tiếng Anh là học bằng ngữ pháp, thầy không học nói bao giờ cả. Cô giáo dạy là he what TV ever read day, em chia chữ what như thế nào? Thầy trả lời em thưa cô, he là ngôi thứ ba suýt, chữ what kết thúc bằng chữ xe, do đó thành đôi ES. Cô giáo bảo tuyệt vời về chỗ 10 điểm, sau điểm 10 cả cô và trò không ai nói tiếng Anh. Nếu có nói, thầy nói là today I am very happy to be here to talk to you about myself. Em nghe thử tiếng Anh đến bao giờ chưa? Thế mà thầy mới sẽ nói tiếng Anh như thế đấy. Đấy. Mà có phải vì chữ what kết thúc bằng CH để thêm đôi E không em? Lầm rồi. Chữ viết ra đời sau, tiếng nói ra đời trước, do đó what
nó là âm gió mà phát âm rõ âm cuối em ạ. Watch. Nhưng mà chữ động từ ngôi thứ ba suýt thì anh có xu hướng là sờ vào đít, đúng không? He ngôi thứ ba, he is có cái sờ, he was cũng sờ, he that, he has sờ luôn, thì đi ra cái lúc đó đúng rồi đấy. Okay, I like it, but he has it, cũng sờ, right? Đấy, nhưng mà chúng ta lại không sờ vào đít bao giờ cả. Chúng ta có nói âm cuối âm tiếng Việt không? Không. Nhưng chúng ta nói cho anh có sợ không? Có sợ nói cho em? Các em giống thầy, rất sợ nói cho anh. Vì sao thế? Sợ gì hết mà sợ? Sợ sai có đúng không? Các em đừng sợ sai, chắc chắn sai rồi, không sợ. Nào, số mấy đây, tiếng Anh, số mấy đây? Số mấy ạ, tiếng Anh? Five. No meaning. Không có nghĩa. Mà là five thì nó mới là số 5. Vì âm cuối đây, đúng không? Fine là khỏe, fight là tìm kiếm, fight đánh nhau. Fire, ngọn lửa và file là tập tài liệu chỉ khác nhau vì âm gì thôi? Âm cuối. He watch, âm cuối cũng sờ rồi, mình không sờ được hai phát liền nhau, mình đành phải xịt thôi, có thế thôi. He watches, dễ chưa? Như vậy bản chất đây không phải là chữ ít, bản chất là âm tách. XC phát âm là X, SH là đại diện cho âm SH, vân vân, FC là SH. Vân vân, chỉ vì âm thanh chứ không phải vì chữ viết chúng ta chia nhầm rồi. Đấy. Và hôm nay thầy cũng chỉ cho em thế, mà sách giáo trình của mình dám mà viết thêm mấy trang này của thầy nữa thì chắc là các em học tên cực dễ. I will show you that. Ok, dễ thôi. Tí nữa nhá. À, nhưng mà thế sau đó thì thầy bắt đầu thầy về thì mình mở thế, thầy thế này. À, mình phải nói tiếng Anh. Thầy ra không nói được. Nhưng mà lạ thay là những em bé